Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Hamas sẽ không tham gia đàm phán về ngừng bắn sau vụ tấn công tại Rafah. Thông tấn xã Việt Nam dẫn nguồn tin từ hãng tin Tân Hoa Xã cho biết Hamas đã thông báo với các nhà trung gian rằng phong trào này sẽ không tham gia bất cứ cuộc đàm phán nào về thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi tù nhân sau vụ tấn công của Israel tại Rafah vào đêm trước đó. Theo báo cáo mới nhất vào ngày 27 tháng 5, vụ tấn công vào một trại tị nạn ở Rafah khiến ít nhất 45 người thiệt mạng. Lãnh đạo nhiều nước cùng tổ chức quốc tế đã lên án phản đối vụ tấn công này. Thông tin trên làm lu mờ hy vọng Hamas và Israel sẽ sớm đạt được thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi tù nhân do Ai Cập và Qatar làm trung gian để tiến tới ổn định tình hình tại dải Gaza sau gần 8 tháng khu vực này chìm trong xung đột, khiến hơn 36.000 người Palestine thiệt mạng và gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Trong một diễn biến liên quan, các lực lượng phòng vệ Israel IDF xác nhận có một vụ nổ súng tại biên giới Ai Cập sau khi truyền thông Israel đưa tin. Đã xảy ra một vụ giao tranh giữa binh sĩ Israel và Ai Cập tại cửa khẩu Rafah. Phía Ai Cập cho biết một binh sĩ nước này thiệt mạng, trong khi IDF nói rằng đang điều tra vụ việc và hai bên đang tiến hành đối thoại. Cửa khẩu Rafah hiện là một trong những vấn đề gây tranh cãi giữa Ai Cập và Israel. Từ sau khi quân đội Israel đã kiểm soát cửa khẩu này về phía Gaza, Ai Cập đã đóng cửa cửa khẩu từ phía Ai Cập. Theo đó, hàng hóa viện trợ cho người dân Palestine ở Gaza không thể đi qua cửa khẩu Rafah. Ai Cập nêu rõ Israel phải chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Gaza, nhấn mạnh việc Israel kiểm soát cửa khẩu Rafah cũng như các hoạt động quân sự của Israel khiến các nhân viên cứu trợ và tài xế xe tải chở hàng viện trợ vào Gaza đối mặt với nhiều nguy hiểm. Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry khẳng định đây là lý do chính khiến không thể đưa viện trợ qua cửa khẩu này. Trong khi đó, Israel tuyên bố chìa khóa để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza hiện nằm trong tay Ai Cập. Xung đột Hamas-Israel, EU nhất trí khôi phục phái bộ dân sự tại Rafah. Theo thông tin từ báo tin tức, Liên minh châu Âu-EU ngày 27 tháng 5 đã nhất trí về nguyên tắc việc khôi phục phái bộ dân sự của khối này tại thành phố Rafah, miền nam dải Gaza, EUBAM. Phát biểu sau cuộc họp định kỳ hàng tháng của các ngoại trưởng các nước thành viên EU, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU, ông Josep Borrell cho biết các bên tham gia cuộc họp đã bật đèn xanh cho việc tái khởi động EUBAM. Cơ quan đã ngừng hoạt động từ năm 2007 khi lực lượng Hamas giành toàn quyền kiểm soát Gaza. Ông Borrell bày tỏ tin tưởng kế hoạch kích hoạt lại phái bộ ở Rafah có thể đóng vai trò hữu ích trong việc hỗ trợ người dân vào và ra khỏi Gaza. Tuy nhiên, nhà ngoại giao EU cũng lưu ý kế hoạch này phải được thực hiện với sự nhất trí của chính quyền Palestine, Ai Cập và cả Israel. Đáp lại, chính quyền Palestine cũng đưa ra thông báo sẵn sàng lập tức phối hợp để mở lại cửa khẩu biên giới Rafah giữa dải Gaza và Ai Cập theo thỏa thuận ký kết năm 2005 về việc quản lý các cửa khẩu. Dù vậy, nhiều nhà ngoại giao đánh giá sứ mệnh này của EU khó có thể được thực hiện trước khi xung đột ở Rafah chấm dứt. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế phản đối mạnh mẽ việc Israel triển khai chiến dịch quân sự ở thành phố biên giới dải Gaza và Ai Cập, nơi có cửa khẩu quan trọng kết nối dải đất này với thế giới bên ngoài. Đặc biệt, tối 26 tháng 5, Israel đã thực hiện cuộc không kích nhằm vào trại tị nạn ở dải Gaza, khiến ít nhất 45 dân thường thiệt mạng, dấy lên những phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế. Ngày 27 tháng 5, ông Borrell lên án vụ tấn công kinh hoàng của Israel nhằm vào trại tị nạn ở Rafah, cho thấy không có nơi nào an toàn ở Gaza. Trên mạng xã hội X, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng kêu gọi Israel lập tức dừng chiến dịch tại Rafah, ngừng bắn và tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế. Các nước thành viên EU cũng đã nhất trí triệu tập một cuộc họp để yêu cầu Israel giải thích về cuộc tấn công ở Rafah, bất chấp phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế ICJ yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động quân sự tại đây. Cùng ngày 27 tháng 5, chính phủ Mỹ kêu gọi Israel thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để bảo vệ dân thường sau khi xuất hiện những hình ảnh tàn khốc liên quan đến cuộc tấn công quân sự vào Rafah. Phía Mỹ khẳng định đang tích cực phối hợp với lực lượng phòng vệ Israel, IDF và các đối tác trên thực địa để đánh giá tình hình. Trong khi đó, chính phủ Canada thông báo sẽ cấp thị thực nhập cư cho 5.000 người dân dải Gaza, tăng 5 lần so với mức cam kết hiện nay. Bộ trưởng nhập cư Canada Mark Mueller nêu rõ, dù hiện nay việc ra khỏi dải đất này là rất khó khăn, nhưng tình hình có thể thay đổi bất kỳ lúc nào và Canada tin rằng quyết định nêu trên cho phép nước này chuẩn bị sẵn sàng giúp đỡ thêm nhiều người dân Gaza khi có thể.
Ngoại trưởng Canada Melania Jolie cũng đã lên án các vụ không kích khiến dân thường thiệt mạng ở Rafah, đồng thời khẳng định nước này không ủng hộ chiến dịch quân sự của Israel tại thành phố phía nam dải Gaza. Hezbollah phóng loạt rocket vào miền bắc Israel. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Israel, phong trào Hezbollah tại Liban ngày 27 tháng 5 tuyên bố đã phóng một loạt rocket vào miền bắc Israel nhằm đáp trả cuộc tấn công của quân đội Israel vào một bệnh viện ở miền nam Liban sáng sớm cùng ngày. Thông báo cho biết các binh sĩ Hezbollah đã phóng hàng chục quả rocket cả chiều xa để đáp trả cuộc tấn công của Israel nhằm vào bệnh viện Mati Salah Gandou ở Bin Jibay. Thông tin trước đó cho biết vụ tấn công đã khiến một người thiệt mạng và 10 người khác bị thương. Thông báo cùng ngày của quân đội Israel cũng cho biết còi báo động đã vang lên ở nhiều địa phương gần khu vực Kiryat Shmona, miền bắc nước này, sau khi có khoảng 25 quả rocket được xác định bay qua biên giới, trong đó một số quả đã bị đánh chặn. Kể từ khi cuộc xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel tái bùng phát hồi tháng 10 năm ngoái, lực lượng Hezbollah tại Liban đã nhiều lần tấn công vào miền bắc Israel để hỗ trợ cho Hamas. Phía Israel cũng nhiều lần đáp trả bằng các cuộc không kích vào các cơ sở của Hezbollah ở Liban. Xung đột Hamas-Israel, Liên Hợp Quốc lên án vụ tấn công của Israel tại Rafah. Ngày 27 tháng 5, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên án vụ không kích của Israel nhằm vào một khu lều trại của người Palestine lánh nạn tại thành phố Rafah, phía nam dải Gaza, khiến hàng chục dân thường thiệt mạng. Trong dòng trạng thái đăng trên mạng xã hội, Tổng thư ký Antonio Guterres nhấn mạnh, hiện nay không có nơi nào ở Gaza an toàn, nỗi kinh hoàng này phải chấm dứt, thông tin ghi nhận từ báo tin tức. Cùng ngày, Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền Volker Turk bày tỏ bàng hoàng trước vụ không kích của Israel, cho biết hình ảnh từ khu lều trại rất khủng khiếp. Ông Volker Turk cũng hối thúc Israel tuân thủ phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế ICJ và chấm dứt chiến dịch quân sự tại Rafah. Lực lượng Israel tiến hành vụ không kích nói trên vào ngày 26 tháng 5. Theo số liệu của nhà chức trách Palestine, vụ tấn công đã khiến ít nhất 45 người Palestine thiệt mạng, trong đó có nhiều phụ nữ, trẻ em và người già. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Tel Aviv, ngày 27 tháng 5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thừa nhận vụ việc này là một sự cố thảm họa. Phát biểu trước Quốc hội Israel, ông Netanyahu cho biết Israel đã sơ tán 1 triệu người dân có thể bị ảnh hưởng bởi chiến dịch quân sự tại thành phố Rafah. Theo ông Netanyahu, mặc dù đã nỗ lực nhưng thảm họa vẫn xảy ra. Ông cho biết giới chức trách đang điều tra và sẽ đưa ra kết luận về vụ việc. Cùng ngày, quân đội Israel thông báo đã chỉ đạo cơ quan đánh giá và xác thực của Bộ Tổng tham mưu điều tra về vụ tấn công này. Theo thông báo, trước khi tiến hành vụ tấn công, lực lượng Israel đã thực hiện một số bước để giảm nguy cơ gây hại dân thường, trong đó có việc triển khai giám sát từ trên cao, khai hỏa chính xác của không quân và thông tin tình báo bổ sung. Các nguồn tin ngoại giao cho biết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ triệu tập cuộc họp kín ngày 28 tháng 5 để thảo luận về cuộc không kích này. Cuộc họp được triệu tập theo đề nghị của Algeria, một thành viên không thường trực của hội đồng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.